Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Clip hôm nay thì mình sẽ làm clip test đĩa album Vol 3 của anh Châu Gia Kiệt, có tên là Nước Mắt Phi Trường, có Em Vui Quá. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn xem một đoạn clip test đĩa của mình nha. Bây giờ mình sẽ mở ra bên trong và review cho các bạn xem chiếc đĩa. Album này làm khá là to luôn các bạn, rất là đẹp luôn. Anh Châu Gia Kiệt thì có rất là nhiều bản nhạc hit khá là hay. Album này thì có rất là nhiều bản nhạc hay luôn. Đây các bạn hãy xem nha. Chiếc đĩa của anh Châu Gia Kiệt khá là to luôn. Và sách ảnh ở trong album này cũng khá là to luôn các bạn. Đây là bề mặt sau. Album này có nhiều bài khá là hay, như là bài Cô Nàng Đẹp Gái, Anh Chàng Đa Nghi. Ngày xưa mình rất là thích bài Anh Chàng Đa Nghi luôn. Nước Mắt Phi Trường nữa các bạn. Và trong đây thì có bonus thêm karaoke, những bài nhạc karaoke đây các bạn. Nụ Cười Thiên Thần nè. Đây là tem cục nghệ thuật biểu diễn. Các bạn có thể thấy là album này tem cục nghệ thuật biểu diễn nó còn chút xíu luôn các bạn, tại vì chiếc đĩa nó khá là to. Còn ở bên trong thì có một cuốn sách ảnh khá là lớn luôn các bạn. Clip này thì mình chỉ review sơ qua cho các bạn xem về sách ảnh thôi nha. Còn các bạn nào muốn xem chi tiết thì vào kênh của mình. Mình đã có review chi tiết về đĩa này rồi. Ở đây thì gồm có đĩa VCD và đĩa CD các bạn. CD tặng kèm. CD thì đĩa lòng xanh, còn VCD thì để lòng trắng nha các bạn. Điểm rất là đẹp. Và rồi mình đã review xong cho các bạn album của anh Châu Gia Kiệt. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký nha. Nhớ nhấn vào chuông thông báo để nhận những video sớm nhất từ mình. Chào các bạn.